Kính xin tất cả tất mích và trang nghiêm thân khẩu ý cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Ngọc Trân lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ thưa sư và các quý thưa sư quý cô và các quý học viên, con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame charu pe risi karatate chantale ke vimane di be rathe chagame taguanagahane ye hawan thumhi ke te phum ma chayan tu dewa charatala visame ya khagantha panagati thanta santike Muniwara vachanang sa tha vô mê su nan tu thamma savana ka lo ayam padanta thamma savana ka lo ayam padanta thamma savana ka lo ayam padanta Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato Bisang saranang gacchami iti biso phagawa arahang samma sambuddho vicchara sambandho sugato Lokavidu anuttaro purisadamma sarathi sattha deva manussana buddho bhagavati nathi me saranang anyang buddho me saranang varang ete nasaccha vacce na hontu me jayamangala uttamange na vandehang badabang sup Varutamang puteyo kalito doso puto kamatutang mamang. Swakato phagavata thammo sandhitiko akaliko ehipasiko opanayiko pachatang vedita povinyuhitina thime saranang anya. Thammo me saranang varang ete na sacca vacce na hontu me jaya mangalang uttamang ye na vandeha thammang cha duvithang varang thamme yo khalito doso thammo khamatutang mamang Subati bano phagavato savaka sangho ujubati bano phagavato Sāvaka saṅkho nya yabati bāno phagavato sāvaka saṅkho Sāmīcī bati bāno phagavato sāvaka saṅkho Yadidaṃ cattari buddhissa yugani attha buddhissa bhoṅgala Esa phagavato sāvaka saṅkho āhuṇeyo pāhuṇeyo Dakhineyo Anchalikaraneyo Anuttara Bunya Khetang Loka Satinati Me Saranang Anyang Sangkho Me Saranang Warang Ete Na Satcha Vacche Na Hontu Me Jayamangalang Uttamange Na Vandehang Sangkhan Chaduvithottamang Sankheyo khalito doso sankho khamatutang mamang Vanda miche tiyang sa pang sa patthane subati thitang saririkatha tu maha bodhin Buddharu bang sakalang sada Sambuddhe athavi sancha dada sancha sahasa ke pancha sata sahasa ni namami sirasa aham
Đề sang tham manh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi ha na ma ca ra nu pha vê na han toa sa bê u ba đa vê a nê ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sam pu thê panh cha panh nha sang cha ta vô vi sa ti sa ha sa kê đa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hăng Đề sang tham manh cha sang khanh cha a da re da na ma mi ha na ma ca ra du pha we na han to sa be u ba da we a ne ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sam pu the na vu ta ra sa te a tha cha ta li sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma Mi si ra sa a hang te sang tham manh cha sang khanh cha a da re na na ma mi hang na ma ca ra nu pha we na han do sa pe u ba da we a ne ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sa pe pu ra thi ma ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe pu ra thi ma Ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi hon du sa be da khi na ya di sa ya sa ta a we ra su khi hon du sa be da khi na ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi hon du sa be pa chi ma ya di sa ya sa ta a we ra su khi hon du sa be pa chi ma Ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi hon du sa pe uttara ya di sa ya sa ta a we ra su khi hon du sa pe uttara ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi hon du sa pe uparima ya di sa ya sa ta a we ra su khi hon du sa pe hetima Ya di sa ya sa ta a we ra su khi hon du sa pe sa ta a we ra hon du su khi ta hon du nik du kha hon du ap ya pa cha hon du ani kha hon du di kha yu ka hon du a go ga hon du sam pa ti hi sa mi chan tu su khi a ta nam pa ri ha ran tu du kha pa ta cha nik du kha pa ya pa ta Jani pha ya so ka pa ta Jani so ka hon tu sa pe bi pa ni no Akasatha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ka Bun nhang no anumodang tu chi rang ra khan tu sa sa na Akasatha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ka Bun nhang no anumodang tu chi rang ra khan tu no ga ru Akasatha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ka Bun nhang no anumodang tu chi rang ra khan tu nha ta yo Akasatha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ka Bun nhang no anumodang tu chi rang ra khan tu pa di no Akasatha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ka Bun nhang no anumodang tu chi rang ra khan tu no sa da Y đăng wa da no bun nhang a sa wa kha ya wa hang hon tu anagate ka le Sa thú, dạ con đã đọc xong. Sa thú, sa thú. Dạ, thời kinh lễ bái tam bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học Pali ngày hôm nay. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama và được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Con xin dâng mic đến sư ạ. Con kính đảnh lễ sư ạ. Kính đảnh lễ sư. Rồi xin chào các bạn. Rồi xin chào lớp. Nam mô Phật Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Rồi bây giờ bữa nay chúng ta bắt đầu bài học bằng
phần cho phần sửa bài tập số số 6 ha. Sửa bài tập số 6. Bài tập số 6. Trước tiên là chúng ta phần đọc ngữ vựng. Tập số 6 thì chúng ta có 6 câu. Đây là 6 câu của bài tập số 6. Lỗi 5 câu. 5 câu của bài tập số 6. Thì chúng ta đọc 5 câu trước đi ha. 5 câu bài tập trước đi rồi sau đó chúng ta đọc từ vựng. 5 câu bài tập trước rồi sau đó đọc từ vựng làm quen rồi chúng ta trở lại sửa. Giờ sư đọc trước. Bây giờ là câu hơi dài dài rồi đó. Bây giờ làm đầu học tới bài số 6 rồi. Gần phần nửa quyển 1 rồi. Giờ bây giờ nghe đọc. Nghe đọc rồi sau đó đọc theo. À, đọc bài. Sithatho nama rajakumaro jampurukhe nipajati Sithatho nama rajakumaro jampurukhe nipajati Sithatho nama rajakumaro jampurukhe nipajati Suthodano nama pupalo tasa rajaputang vandati Suthodano nama pupalo tasa rajaputang vandati Sithattha rajakumaro jampurukha mule Pathamachanang papunati Sithattha rajakumaro jampurukha mule Pathamachanang papunati Sithattha rajakumaro jampurukha mule Pathamachanang papunati Câu số 4 Vapa mangala divasamhi Phupalo cha amacha cha Mahachana cha honti Vapa mangala divasamhi Phupalo cha amacha cha Mahachana cha honti Vapa mangala divasamhi Phupalo cha amacha cha Mahachana cha honti Rồi câu số 5 Raja Nagarasmin Amachawa Mahachanawa Kasanti Raja Nagarasmin Amachawa Mahachanawa Kasanti Raja Nagarasmin Amachawa Mahachanawa Kasanti Rồi đọc lại lần nữa ha, đọc lại lần nữa rồi lớp giơ tay lên để đọc. Sithattho nama rajakumaro jampurukhe nipajjati Suthodano nama pupalo tassa rajaputang vandati Sithattha rajakumaro jampurukhe pathamachanang papunati Vappa mangala divasamhi pupalo cha amacha cha mahachana cha honti Raja Nagarasmin Amacha Wa Mahachana Wa Kasanti Sithattho Nama Raja Kumaro Jampurukhe Nipajati Suthodano Nama Pupalo Tasa Raja Putang Vandati Sithattha Raja Kumaro Jampurukhe Pathamachanang Papunati Vapa mangala divasamhi pupalo cha amacha cha mahachana cha honti Raja nagarasmin amacha wa mahachana wa kasanti Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên. Thông minh các có ở trên lớp học hay không à? Dạ thưa sư Khánh đi làm cũng chưa về sư ơi. Dạ, Khánh không có. Rồi thông minh các có trên lớp học không ta? Dạ có sư. Dạ. Con mời mấy Phật tử đọc lên tí con share bài bài tập được không? Dạ được, anh Khánh có nói, dạ rồi. À rồi, con mời mấy Phật tử đọc bài xin đó đi. Rồi mời mấy Phật tử giơ tay đọc bài đi. Con mời cô Kim Cúc.
Dạ. Chưa nghe à, có mở mi chưa? Xin lỗi. Dạ, con xin đọc lại, quên mở mi. Siddhartho Nama Rajakumaro Jamburukhe Nibachati Suthodano Nama Phubalo Tassa Rajaputang Wandati Siddhartha Rajakumaro Jamburukhamule Jamburukhamule Bhattamachanang Papunati Vappa Mangala Diva Sa Diva Samhi Phubalo Cha Amacha Cha Mahachana Cha Honti Raja Naga Rasmin Amacha Wa Mahachana Wa Kasanti. Dạ thưa sư cô hết. Đọc như là đọc khá tốt rồi đó. Mấy câu dài dài, chữ dài dài mà đọc được hết thì là đọc khá tốt. Dạ. Ủa trên màn hình không có câu số 5 á sư? Câu số 5 nằm ở trang 21 đó, trang dưới. Dạ tiếp theo cô xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư con xin đọc Siddhartho Nama Rajakumaro Jamburukhe Nipajati Siddhodano Nama Pupalo Tassa Rajaputang Vandati Siddhartha Rajakumaro Jamburukhamule Pathamaccha Nang Papunati Papa Mangala Divasa Divasa Divasamhi Pupalo Cha Ama Cha Maha Cha Na Cha Honti Raja Na Garasami Ama Cha Wa Maha Cha Na Wa Kasanti. Dạ con xin hết. Lên này phải tập đọc nhiều lên nữa. Tập đọc nhiều lên, đọc còn sai nhiều quá. Dạ, dạ con cảm ơn sư. Con xin mời Phật tử Thảo, Thảo Nguyên. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Siddhartho Nama Rajakumaro Jamburukhe Nipajati Suthodano Nama Nama Phupalo Tassa Tassa Raja Bhutang Wandati Siddha Tara Jakumaro Ramburu Kamule Patama Janang Papunati Wapamangala Di quá sam hí Upalo cha cha ma cha sa cha ma ja jan na na ga ha jana wa ka san ti. Dạ con xin hết ạ. Dạ con xin mời cô Dự Bảo ạ. Dạ con xin đọc. Siddhartho Nama Rajakumaro Jamburukhe Nipajjati Suthodano Nama Phupalo Tassa Rajaputtang Wandati Siddhartha Rajakumaro Jamburukhamule Pathamacchanang Papunati Vappa Mangala Diwasamhi Phupalo Cha Amacha Amacha Cha Maha Chana Cha Honti Raja
Rajanaga Rasmin Amichawa Mahajana Wa Kasanti. Con xin hết. Rồi, đó. Con xin mời Phật tử Phi Sư. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Sitatho Nama Raja Kumaro Chang Cham Chang Buruke Nipasati Sutho Dano Nama Kubalo Tassa Raja Putang Wandati Sitatha Raja Kumaro Cham Burukang Mule Bathamachanang Babunati Vapa Mangala Diwasa Sam Diwasamhi Hubalo Cha Macha Cha Amacha Cha Mahachana Chana Cha Hon Tí Rajana Gapsmin Amacha Wa Mahachana Chana Wakasanti. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Thanh Hoàng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc ạ. Sifatho nama raja kumaro jamburu kheni pa chati tutho dano na ma phu pa lo ta sa raja putang wandati sifatha raja kumaro jamburu kham khamule pa thama cha năng pa pun nhà tí quả pa má gã quả pa măng gã lá quý lá đi qua xã quả sang hí phú ba lô cha á má cha ma há cha na cha hô tí Raja Naga Rasmin Amacha Wa Mahajana Wa Kasanti. Dạ, con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử Mai Châu. Sơ con xin mời Sittatho Nama Raja Kumaro Jamburukhe Nipachati Suttona Sutt Tho Đa Đa Nô Nà Ma Phu Ba Lô Ta Sa Ra Cha Phu Tàm Quanh Đa Tí Xích Đa Thà Xích Đa Thà Ra Cha Phu Ma Rồ Chàm Phu Rú Khá Mù Lê Bác Tha Ma Cha Nàng Bà Phu Nà Tí Qua Ba Nàng Gà La Đi Qua Sầm Hí Phu Ba Lô Cha Maha cha cha Maha cha na cha hòn tí Gà cha na Gà rasmin A cha cha A ma cha wa Maha cha na wa Ka san tí. Con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử Huyền. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Siddhartho nama raja kumaro champurukhe nipachati Suthodano nama pupalo tassa raja puttang wandati Siddhartha raja kumaro champurukha mule Pathamacha nang papunati Wappa mangala diwa samhi pupalo cha amaccha cha Mahajana cha hôn tí Rajana ga rasmin amai cha wa
ma ha cha na wa ka san ti. Con xin hiểu dạ. Xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin đọc. Siddhartho nama raja kumaro chamurukhe nipachati Siddho dano nama bupalo tassa raja putang vandati Siddhartha raja kumaro chamurukha mule. Nó có nghĩa là làm. Tha tha ma san nang. Tha phu na ti. Pa pa nang ga la di wa sam min. Phu pa lo cha. A ma a ma cha cha. Ma ha cha na cha hon ti. Ra cha na. Garasmi amacha va ma hachana va ka santi. Dạ thưa sư, con xin hết. Rồi. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Siddhartho nama raja kumaro tam Chamburukhe Nipachati Sutho Dano Nama Upalo Tassa Raja Putang Wandati Siddhartha Raja Kumaro Chamburukha Mule Patha Machanang Papunati Wapan Mangala Diwasanghi Upalo Cha Amakcha Cha Maha Chana Cha Honti Rachana Garasmin Amakcha Wa Maha Chana Wa Kasanti. Dạ bà sư hết ạ. Xin mời Phật tử Thanh Trà. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Siddhartho nama raja kumaro chamburukhe nipachati Suttho dano nama upalo tassa raja putang vandati Siddhartha raja kumaro chamburukha mule patthamacchanang papunati Wapa Mangala Diwa Samhi Upaloja Amechaja Mahaja Naja Honti Raja Nagarasmi Amechawa Mahaja Nawa Kasanti. Con xin nghỉ đọc. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Siddhartho Nama Raja Kumaro Chamburukhe Nipachati Suttho Dano Nama Bubalo Tassa Rajaputan Wandati Siddhartha Raja Kumaro Chamburukha Mule Bathama Chanang Papunati Wapa Mangala Diwasamhi Bubalo Cha Amacha Cha Mahachana Cha Honti Raja Naga Ratmin Amacha wa Mahachana wa Kasanti. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Sao Nguyên. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Siddhartho nama raja kumaro champurukhe nipachati Suttho Dano Nama Pupalo Tassa Raja Putang Wandati Siddhartha Raja Kumaro Champukru Kang Mudle Padhamacchanang Papunati
papa mangala dikwasa hehe putpalo cha amat ka cha maha jana cha honti rajana aga rasmin amacha wa maha jana wa kan santi. Dạ thưa con xin hết ạ. Dạ hư sơ hết rồi ạ. Rồi bây giờ ai chưa đọc giỏi phần đó mình cố gắng đọc thêm phần từ vựng ha. Dạ. Phần từ vựng. Giờ mình có hai trang từ vựng chia ra bốn người đọc đi. À, bốn người đọc. Mỗi người đọc khoảng 5-6 từ gì đó. Giờ nghe đọc từ vựng ha. Sư đọc phần Bali thôi, tí nữa mình đọc thì đọc luôn cả nghĩa ha. Apinahang, Apinahang, Amaycha, Amaycha, Amaychehisatthin, Amaychehisatthin, Uganahati, Uganahati, Oloketi, 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 Kasati, Kasati, Kondanya Pramana, Kondanya Pramana. Người đầu tiên mình đọc tới đây. Kondanya Pramana, Gachati, 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 Chanadivasa, 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 Chana, Champu Rukha Mula, Champu Rukha Mula, Champu Rukha Mula, Nama, Nama, Nipachati, Nipachati, Niwatati, Pati Niwatati, Niwatati, Pati Niwatati, Nisidati, Nisidati, Nisidati. Rồi người thứ hai mình đọc tới đó. Người thứ ba, Pathamachana, 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 Paramatharama, Paramatharama, Pasati, Pasati, Patihariya, 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 Papunati, 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 Pi, Api, Pi, Api, Punami Divasa, Punami Divasa, Mahachana, Mahachana. Rồi người thứ ba mình đọc tới đây. Raja, Raja, Vandati, Vandati, Vappa Mangala, Vappa Mangala, Vappa Mangala Divasa, Vappa Mangala Divasa, Vichanati, Vichanati, Vyakaroti, Vyakaroti, Sakhinkaroti, Sakhinkaroti, Sannipatati, Sannipatati. Rồi nghe đọc lại lần nữa ha. Apinahang, Apinahang, Amaycha, Amaychehisatthin, Uganhati, Oloketi, Kasati, Kondanya Pramana, Gachati, Chanadivasa, Chana, Champu Rukha Mula, Nama, Nipachati, Niwatati, Pati Niwatati, Nisidati, Pathamachana, Pathamachana, Paramatharama, Paramatharama, Pasati, Patihariya, Patihariya, Papunati, Pi, Api, Punami Divasa,
Punami Divasa Mahajana Raja Vandati Vapa Mangala Divasa Vichanati Vyakaroti Sakhinkaroti Sannipatati. Rồi mà lớp giơ tay lên đọc bốn người ha. Người đầu tiên đọc tới chữ Pramana ở trang 1, rồi người tiếp theo đọc hết. Người thứ ba mình đọc tới chữ Mahajana, người thứ tư đọc phần còn lại. Rồi Thăm Cá Long mời dùm sư đi không? Dạ, con xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ, con bạch sư, con xin đọc ạ. Afinahang thường, Amacha là quan đại thần, Amachetihi sắc thiên cùng với các đại thần, Uganhati là học, Olokiti là nhìn thấy, Kassati là cài, Kondanang Pramana là bà la môn. Kondanya Pramana là bà la môn Kiều Trần Như. Dạ bạch sư, con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử Hào Nguyên. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Gacchati đi đến, Chana đi quá xá ngày lễ hội, Chana dân chúng, Ramburu Kamula cội cây trầm, Nama gọi là tên là chính là, Nipachati là nằm, Niwatati Pani Niwatati là trở lại. Pati niwatati trở lại. Nisidati là ngồi ạ. Con xin hết ạ. Cô xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc. Pramana là sơ thiền. Pramana là chùa siêu lý. Pasati là thấy. Bhatihariya là hiện tượng kỳ lạ. Pramunati là đạt được. Pi api cũng có cả lẫn. Punami diwasa là ngày rằng. Mahajana là đại chúng. Rồi. Con xin hết. Xin mời Phật tử Thanh Hoàng. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Mahajana đại chúng, Raja vua, Vandati đảnh lễ, Vapa Mangala lễ hạ điền, Vapa Mangala đi quá xá ngày lễ hạ điền, Vi Chá Ná Tí biết rõ, Vi Chá Cá Rôn Tí tiên đoán, Sắc Hình Cá Rôn Tí chứng kiến mục kích, Sá Ní Pá Tá Tí tập hợp lại. Dạ con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Afinhang thường, Amacha quan đại thần, Amachehi sắc thiên cùng với các đại thần, Uganhati là học, Oloketi là nhìn thấy, Kassati là cài, Kondanya Pramana
là bà La Môn Kiều Trần Như. Thưa sư, xin hết. Con xin mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư, con xin đọc ạ. Gacchati đi đến, Chana đi qua xa ngày lễ hội. Chana dân chúng, Chamburukha Mula. Chamburukha Mula, cây cối cây trâm. Nama gọi là, tên là, chính là. Nipachati nằm. Niwatati pati niwatati trở lại. Nisidati ngồi. Thưa sư, con xin nghỉ ạ. Con xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ, con xin đọc. Bathama Machana sơ thiền. Paramatharama chùa siêu lý. Bát-sa-tí thấy. Bà-tí-hà-ri-giá hiện tượng kỳ lạ. Bà-pú-na-tí đạt được. Pí áp pí cũng có cả lẫn. Bùn-na-mi-đi-quá-sá ngày rằm. Má-ha-cha-ná đại chúng. Con xin hết. Con xin mời Phật tử Phi Sương. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Ra chá là vua, quanh đá tí là đảnh lễ, quát bá măng gá lá là lễ hạ điền, quát bá măng gá lá đi quá xá là ngày lễ hạ điền. Quý cha na tí là biết rõ, quý gia cá rô tí là tiên đoán, sắc khiên cá rô tí là chứng kiến mục kích, sang nít bá tá tí là tập hợp lại. Dạ, thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Huyền. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. À, phình hằng thường amaccha quan đại thần, amacche hi sát thình cùng với các đại thần, ukan hà ti học, oloketi nhìn thấy, kasati cày, cồn đành nha brahmana bà la môn Kiều Trần Như. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Mai Châu. Con xin mời Phật tử Mai Châu ạ. À, thưa sư, con xin đọc ạ. Gacchati đi đến, Channa đi qua xa ngày lễ hội. Channa dừng chúng, Chamburukha Mula gọi cây trâm. Nama gọi là, tên là, chính là. Nipachati nằm. Niwatati pati niwatati trở lại. Nisidati ngồi. Xin hết ạ. Con xin mời Phật tử An Trần. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Pathama chana là sơ thiền, Panamatha rama là chùa siêu lý, Pasati là thấy, Patiharia là hiện tượng kỳ lạ, Papunati là đạt được, Pi là cũng có cả lẫn. Vinami đi quá xa là ngày rằm. Mahachana là đại chúng. Dạ, thưa sư, con xin hết. Nhưng mà Phật tử Mangalanan đi. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Ra chá là vua, bắp bá đá tí là đảnh lễ. À không, quanh đá tí là đảnh lễ, bắp bá Mangala là lễ hạ điền. Bắp bá măng gá đá đi quá xá là ngày lễ hạ điền. Vì giá na tí là biết rõ. Via cá rô tí là tuyên đoán. Sát khinh cá rô tí là chứng kiến mục kích. Xá ní bá tá tí là tập hợp lại. Dạ, thưa sư, con xin hết.
đó. Con xin mời Phật tử Sa Nguyên. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Áp biên hăng là thường thường, ác mát chá là quan đại thần, ác mát xế hí sắc đinh là cùng với các đại thần, úc ca ha tí là học, úc khô kê tí là nhìn thấy, cá sa tí là cày, khôn đá ná brahmana là bà la môn kiều trần như, các cha tí là đi đến, chát na đi quá xá là ngày rồi, rồi. Dạ, giờ con xin hết ạ. Dạ. Dạ bà sư hết rồi. Rồi. Rồi bây giờ tới phần sửa bài tập ha. Sửa bài tập. Bây giờ sư dừng lại thăm cá xe phần sửa bài tập đi. Tá nghe không? Dạ nghe sư ơi. Rồi bây giờ sửa bài tập. Giờ ai sửa được câu nào sửa câu đó đi, mình thấy sửa ở trong câu chat hoặc là đọc cũng được, đọc rồi người ta đánh lên cũng được. Lớp mà lớp sửa bài tập đi. Câu số 1, câu số 2 gì đó. Giơ tay lên đi, giơ tay lên tôi mời nha. Bạch sư con xin sửa câu số 3 sư. À, câu số 3. Con chú bò lên kinh. Okay, để tổng số gì thăm đi cá. Dạ, như là lỗi á sư. Rồi, được con giúp sư. À, sửa câu số 1 đi. Con tôi sửa câu số 1 thưa sư. Rồi. Siddhartho Nama Raja Kumaro Chamburukhe Nibachati Thái tử Siddhartha nằm dưới cây trăm. Nằm dưới cây trăm. Nằm dưới cây trăm. À, được cái đó, con số 1 thì dịch vậy là được cái đó. Thái tử Siddhartha nằm dưới cây trăm. Bà sư con dịch câu 2 sư. Rồi, câu 2. Sutho Dano Nama Upano Tassa Raja Raja Putang Wandati là đức vua Tịnh Phạn đảnh lễ vị hoàng nam của ngài. Lễ hoàng nam. Dạ, đảnh lễ hoàng nam của ngài. Của hoàng nam, đảnh lễ hoàng nam của ông ấy ha. Dạ, dạ sư, con sẽ là cổ máy đó sư. À. Chữ tác pháp nó là của ông ấy hoặc là của ông ta. Khi nào chữ toan á. Mà nên dịch câu đó dịch đừng vậy là cũng tốt. Thank you.
Thưa sư, cái câu này có thể dịch là Đức Vua Tịnh Phạn đảnh lễ Hoàng Nam của mình. Được không sư? Chữ mà của mình thì phải sửa lại cái chữ Atano mới được. Atano mới dịch của mình được. Cái chữ Bali nó khác tí. Còn cái chữ Tát Sát nó phải dịch của ông ấy mới được. Ông ấy, dạ. Ừ. Của mình phải thì phải chữ Atano. Dịch hơi sát nghĩa từ nghĩa đó. Em mới học. Rồi ai dịch câu 3? Dạ thưa con sư. Ai dịch đi. Chittattha Raja Kumaro Chambhurukha Mule Patha Machanang Papunati. Thái tử Sĩ Đạt Ta đạt sơ thiền dưới cội cây trăm. Đạt được thì câu đó đúng ra nếu mà học thầy quá khứ rồi biết ở thầy quá khứ thì nó đi nha. Em chưa học thầy quá khứ nha. Yeah. Rồi ai dịch câu 4? Câu 4 còn 5 chưa ai dịch hả? Không rồi sư. Dạ con dịch sư. Rồi dịch đi. À, con dịch câu 4 là Đức Vua và các quan đại thần và đại chúng tại ngày lễ Hạ Điền ạ. À. Có dịch động từ trước ha? Có. Dạ. Dịch có Đức Vua. Dạ có. Đức Vua và các quan đại thần và các đại chúng và đại chúng tại ngày lễ Hạ Điền. Cái dạng câu đó có đổi dịch động từ trước. Dạ, yeah. Dịch chữ có trước đó thầy. Dạ sư. Dạ dạ con cảm ơn. Con có cảm Đức sư. Vua. Có Đức Vua, các quan đại thần và đại chúng vào ngày lễ Hạ Điền. Thêm chữ vào đi. Vào ngày lễ Hạ Điền. Con dịch là tại ngày lễ Hạ Điền được không sư? Vào, dịch vào. Dạ, nghe. Dạ vâng, con cảm ơn sư. Bà sư con lại dịch dày, không biết có đúng, đúng không? Bà sư con dịch là ngày lễ Hạ Điền có Đức Vua, các quan đại thần và các đại chúng. Dịch cũng được, nhưng mà dịch phải thêm chữ vào, vào ngày lễ Hạ Điền. Dạ, bà sư. Ừ. Dạ, con cảm ơn sư. Cái đó dịch người qua mày lễ trước mà sao cũng được, hai cách dịch là cách nào cũng được. Đấy, ai dịch câu 5 đi. Câu dịch câu 5 mà sư. Rồi. Đây là các quan đại thần tại hoàng thành hay là đại chúng đăng cài. Tại hoàng thành. Hai đại chúng đăng cài. Các quan đại thần tại hoàng thành hay là đại chúng đăng cài.
trong hoàn thành hiện tại nghe không hay lắm. Trong hoàn thành, dạ. Các quan đại thần trong hoàn thành hay là đại chúng đăng cai. Dịch trong nghe nó hay hơn. Dạ. Bạch sư, con lại dịch như vậy. Trong hoàn thành, các quan đại thần và các đại chúng đăng cai. Ừ, dịch vậy cũng được. Dạ. Con bạch sư, con cảm ơn sư. Vậy thì lấy cả đại thần và dân chúng trong hoàn thành luôn. Còn nếu mình muốn tách là cái quan đại thần này, chỉ có quan đại thần thôi là ở trong hoàn thành, còn dân chúng là ở ngoài hoàn thành. Cái buổi lễ này nó được tổ chức ở trong hoàn thành. Vậy mình lấy câu, vậy mình lấy câu thứ hai hả sư? Câu nào cũng được. Tại tao biết gì đi lấy câu nào cũng được. Dạ rồi. Hiện tại trên thành chữ trong. Sửa lại số này. Tại ở trên thành chữ trong. Thưa sư, cái này là qua mà đâu phải trá đâu sư. À, hay là ờ à, đúng rồi, cái này chữ hay là không phải chữ hòa đâu. Trong hoàn thành các quan đại thần hay là đại chúng đăng cai. À, rồi rồi, đó là phần tiếng Bali, rồi phần tiếng Việt, rồi năm câu tiếng Việt. Ai dịch tiếng Việt được dịch đi, tiếng Việt phải viết ở trong chat mới được. Tiếng Việt còn phải biết ở trong chat để người ta copy vô. Dạ rồi, còn nếu Phật tử nó không biết được thì cứ đọc không biết cũng được. Ở của Ngọc Trân biết câu một của Sức Thu Đa Nô Ni Quát Tập Tiết. Vua Tình Phạm quay lại Thô Đa Nô Ni Quát Tập Tiết. Câu 1 thì được rồi đó. Câu 2 Sức Thu Đa Nô Nga Mát Phu Hoa Lô. Đức Vua Tình Phạm quay lại. Câu 2 chính câu 2 đi Nga Mát. À, nó bị chạy số. Thái tử Sĩ Đạt Ba đang ngồi. Thực thư là nô nà mát khu bà lô ni quá tật tí. À, hoặc là biết theo kiểu đó, kiểu cô Kim Khúc cũng được. À, cái này sư thô đa nô na thô đa na ra cha, phải ra cha, ra cha không được, phải ra cha mới được. Cái này biết ra cha mới được, ra cha không được. Nam mát thấy không? Nên tao biết ra cha, biết ra cha mới được. Ừ, còn không biết xuất thô đó nô nào mà khu ba lô ní bó tập tí. Bỏ một câu đi để em chia tới hai câu. Biết cái câu khu ba lô nó hay hơn xuất thô đó nô. Khu ba lô tại câu đó nó hợp với bài học. Còn ra cha là dạng động từ bất quy tắc. Của Lăng Lê viết câu nào vậy? Amaya cha ra cha kumaran vichana ti.
quan đại thần biết rõ thái tử. Câu số 4. À, cô nương sẽ câu 2 kìa. Câu số 2 là Siddhartha Raja Kumaro Nisidati. Câu 2 là được rồi đó. Siddhartha Raja Kumaro Nisidati. Câu số 3 đi. Dạ, câu số 3. Sư ba con mới đánh lên đó sư, có đúng rồi được không sư? Nhà vua đánh lễ hoàng nam của ông nghe. Phút này là hình sao? Vua đánh lễ hoàng nam của ngài, đánh lễ của ngài, của ông ấy ta, của ngài biết gì ta ta. Của ngài biết giống của ông ấy thì. Của ngài cũng bắt thứ ba, cũng ngồi thứ ba luôn mà sao, con thấy cũng được. Được không? Dạ được. Dạ được, tại ngồi thứ ba luôn. Còn nếu mà muốn thì muốn mà trang trọng thì dùng số nhiều hả? Tê xăng, tê xa năng. Vậy là câu nãy của ai vậy đó trên là đúng rồi nếu như vậy. Chỗ ông ấy thì nãy người ta dịch là ngài là đúng rồi. Vua Tịnh Phạn đánh lễ hoàng nam của ngài là đúng rồi. À, do đó nãy dịch vậy là đúng. Upalo tassa rajaputta vanati. Rồi câu số 4 này, các quan đại thần biết rõ thái tử. Amacha. Raja. Vijananti. Raja Kumarang Vijananti. Rồi được rồi. Câu số 5. Câu số 5 là hoàng nam của vua Tịnh Phạn đang nằm. Suddhodana Rajasa Rajaputo Nipajati. Rajaputo chữ Raja thêm chữ A dài. Trường An Rajaputo Suddhodana Rajasa Rajasa Rajaputo Nipajati. Rajaputo. Câu số 5 ai làm nha? Câu số 5 nãy ai làm? Dạ cô Diệu Bảo sư. À. Rồi đó là 5 câu bài tập tiếng Việt. Thảo Nguyễn cũng làm được. Đúng rồi đó. Nhiều người làm được. Cô nương cũng làm được ha. Tức thu đó nó ra chắc gì đó. Rồi chúng ta xem bài sửa xong chưa? Dạ chưa sư, cho con coi lại bài của con. Ừ. Ủa thưa sư, cho hỏi số thô đá má ra chát 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 ra
Raja Mariam Wijayanti. Ya, sudah punya jasa Raja itu. Mencari nipa jati. Xong chưa? Xong rồi mình trả lại phần trả lời câu hỏi ha. Xong rồi chúng ta phần trả lời câu hỏi của đoàn văn. Thưa sư cho con hỏi một chút. À. Thưa sư, thí dụ trong cái trường hợp mà câu thứ 4, câu thứ 5 mà tiếng Bali dịch ra tiếng Việt đó, thì con thấy thí dụ như chữ Váp bá mangala đi vá xăm hí, ở đây là dùng cách thứ 7. Thì cách thứ 7 số ít nó là e âm hí asmin. Thì con muốn hỏi sư là thí dụ như chữ trong trường hợp này thì dùng chữ âm hí, thì mình có thể thế chữ âm hí thành chữ asmin hoặc là chữ e không thưa sư? Váp bá mangala được, đâu có gì cái đó mình muốn thay thế chữ nào cũng được, tại người ta xài chữ đó thôi, mình xài chữ nào cũng được. Nghĩa là cái mình có thể là ráp cái từ nào cũng được trong một cái danh từ đó phải không sư? Đúng rồi, cái nào cũng được. Trong ba trường hợp đó mình xài trường hợp nào cũng được. Dạ. Hãy có cách làm xài được, tại người ta chia cách đó thôi, mình xài cách nào cũng được. Dạ. Với thưa sư cho con hỏi một cái nữa. Cũng trong câu này thì con thấy đó, mình có thể để cái phu ba lô chá amacha chá vấp bá mangala đi quá sam hí rồi không, ý con hỏi lại là thưa sư con muốn hỏi là thí dụ như mình dùng chủ từ phu ba lô chá á mắt cha chá má hà chá nà chá rồi vấp bá măng gá lá đi quá xăm hí hòn tí, thí dụ mình viết cái câu như vậy có được không sư? Cái này thường mà mấy cái này, cái dạng câu này là trước nó phải thường là chủ cách và động từ hòn tí, trước nó là chủ cách cho nên người ta mới viết nó như vậy. Nghĩa là dùng cái này coi như là cách thứ 7 phải đặt đầu câu hả sư? Không phải, mà tại do động từ, dạng động từ này trước nó thường người ta viết chủ cách. Dạ thì chủ cách trong cái câu này là phu ba lô giá á mắt cha. Dạng động từ nó do động từ. Do động từ. Dạ, thì con biết là phu ba lô á mắt cha má ha chá na, đây là chủ cách của động từ hôn tí. Nó do động từ hôn tí mà người ta viết nó như vậy. Dạ. Thì ý con hỏi cái vị trí sư. Cái vị trí cái chữ vấp bá mang gá lá đi quá xâm hí là mình phải đặt nó ở đầu câu luôn luôn như vậy hả sư? Nó tại nó do với động từ hôn tí người ta mới viết nó như vậy. Với động từ khác thì nó có thể thay đổi vị trí. Cách này con hiểu chưa hiểu. Dạ con chưa là hiểu cái này. Động, cái chữ bóp bá măng lá đi bá xăm hí, nếu với động từ khác thì nó có thể nằm kế bên động từ. Dạ. Nhưng mà còn với động hôn từ hôn tí thì nó phải đặt đầu câu. Với động từ hôn tí thì nó phải nằm ở vị trí đó. Dạ thưa sư con hiểu rồi. Dạ cảm ơn sư. Rồi. Bây giờ mình trả lời cho câu hỏi ha.
mình trả lời câu hỏi trong bài học nè. Mình có 6 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là gạch dưới các câu sử dụng được sử dụng ở thời hiện tại trong đoạn văn. Thứ nhất, người ta yêu cầu mình đọc đoạn văn đó rồi gạch dưới thời hiện tại. Câu 2 là gạch dưới các nhân xưng đại danh từ đã được sử dụng trong đoạn văn. Tức là hai câu này đã trả lời được á. Để trả lời được mình phải đọc đoạn văn thì mới được. Câu số 3 thì chọn một động từ có hình thức giống như cha nói tí và tập chia. Cái này thì hôm trước mình tập chia rồi cho nên câu này mình sẽ bỏ qua nó đi. Câu số 4 thì tập viết một vài câu Pali trong đó có sử dụng các nhân xưng đại danh từ đã được học. Câu này thì phải tập viết nè. Thế là câu này ở nhà phải tập viết. Tự tập viết đi. Câu số 5 hãy dùng các động từ pariganhati, oloketi, karoti, ukachati để viết câu Pali theo thời hiện tại. Câu này tí nếu mà có thời gian mà phải tập viết nó. Còn không thì phải làm giống như bài tập ở nhà. Phải tập viết nó. Rồi câu số 6 thì hãy dùng mẫu câu trong bài học để hỏi về chỗ ở của một người khác. Cái này thì nhớ bài học thì đặt câu hỏi đó ra. Chưa có hai câu cần trả lời liền ở đây, đó là đọc đoạn văn để tìm thì hiện tại với gạch dưới các nhân xưng đại danh từ. Gạch dưới các nhân xưng đại danh từ. Bây giờ mình xem lại phần đoạn văn một tí. Đây đoạn văn số 6, Vapa Mangalang Lễ Hà Điền. Bài số 6, đoạn văn của bài số 6, phần 5 La Mã. Thì ở đây nếu mình nhảy đó, mình chỉ cần xem động từ thôi, mình cũng biết là ở thời hiện tại rồi. Xem câu nào có thời hiện tại thì mình cứ gạch nó thôi, động từ ở thời hiện tại. Còn nếu mình muốn đọc thì mình cứ đọc nó, còn không thì mình cứ xem động từ thì hiện tại, xem cuối câu có động từ. Ví dụ như ở câu này, câu số 1 mình có động từ sannipatanti. Sannipatanti là tập hợp lại thì mình gạch được cái này. Có thì hiện tại nè, động từ thì hiện tại nè, gạch ở đây một câu. Câu số 1 nè. Rồi câu số 2. Câu thứ 2 mình thấy có động từ nipatanti nè. Vậy chữ tí nè, thấy á tí ở thì hiện tại nè, thì mình cũng gạch được nè. Câu số 3. Úc gạch chữ tí nè, cũng thì hiện tại nè. Rồi mình còn động từ tắp bà bê tí nè. Bê tí. Cũng thì hiện tại nè. Rồi mình coi tí coi còn nữa hay không. Cái pa puni thì mình thấy nó không phải rồi. Pa puni thì không phải rồi. Úc gắt chát tí được không sư? Cái gì? Úc gắt chát tí. Có chữ a tí sao sư? A tí quát tí thì không được nè. Cái này là thì quá khứ. A à đâu? Úc gá chá tí nằm ở đâu? Dạ cái hàng thứ năm á sư. Đi xa giá Úc trà Úc gá chá tí. Trà chá bị ta. Úc gá chá tí nãy gạch rồi. Vậy là mình có được 3 câu ở thời hiện tại. Sanh ni pa ta tí là 1, ni pa chá tí là 2, Úc gá chá tí là 3. Được 3 câu. Gạch 3 câu cho câu số 1. Rồi bây giờ người ta còn kêu câu số 2 nè, còn cho mình gạch dưới các nhân xưng đại danh từ. Nhân xưng đại danh từ khác, giờ mình tìm coi nhân xưng đại danh từ khác bắt đầu. Mình phải đọc cái câu này để mình tìm nhân xưng đại danh từ tám. Thì mình xem có nhân xưng đại danh từ tám nằm ở đâu. Upalo chá, amai chá, chá, tappe chá, chá, ma
Vapamangalang Arapitum Sanipatanti Raja Kumaro Ikakowa Kampu Amulasa Chayaya Hitam Nipajati Suriyo Pratimaya Visaya Uja Ukajati Suriya Tapo Sapakasang Tapa Beti So Ito Chito Jam Ulukinto Kanchi Adiswa Sahasa Uthaya Palangkang Apuchitwa Anapane Parikahitwa Pathamachanang Papuni Tha Tha Tiyu Patiniwatitwa Se 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 Sanang Rukhanang Chayang Atiwati Pana Jampu Rukhasa Chayang Parimandala Hutwa Tathewa Atha Siti Diswa Ranyo Aro Jesung Chưa thấy Rajapitara Agantua Tăng. Đây mình thấy một có một nhân xưng đại danh từ tá chữ tăng mình gạch dưới ở đây một chữ rồi Patihariyang Sakhin Katoa Dutiyang Tassa. Đây ở đây mình có chữ Tassa là của chữ tá rồi có chữ tăng. Đây mình có chữ tăng nữa Wandi Etarahiso. So này cũng là của nhân xưng đại danh từ của chữ tá. Satahi Ayupamanehi Paripuno Ahosi. Như vậy thì mình có được được bốn từ. Đây là chữ tăng này, chữ tá phá, chữ tăng của chữ so, có được bốn từ. Đúng ra là các đoạn văn này là mình phải tập đọc đó, tập đọc nhưng mà mình không có thời gian để cho các Phật tử mình đọc, không có thời gian cho lớp đọc, đúng không? Phải tập đọc mới được. Bây giờ mình trở lại phần tập viết câu thử đi để xem coi mình có viết được hay không. Giờ thử viết câu với các động từ này để ta viết được không. Ví dụ viết câu với giờ động từ oloke tí đi, có ai viết được không? Ai tìm rồi Ologeti hả? Hoặc là Karoti nè, Ugachati nè. Có viết được, lớp có tự viết được không? Riganhati thì hơi khó, Riganhati là cầm lấy. Nhưng mà Ologeti là ngắm nhìn, nhìn cái gì đó là được nè, dễ nè. Karoti là dễ nè, Karoti là làm nè. Ukachati là mọc nè, mặt trời mọc nè. Câu này là có thể viết được. Được không? Biết lớp có viết được không? Có ai viết thử không? Còn không là hay là tập động đoạn văn. Bây giờ lớp chỉ còn 10 phút nữa hả? 10 phút nữa làm gì? Mặt trời mặt hướng mọc hướng đông hay sao? Ví dụ mặt trời mọc từ hướng đông. Mặt trời đang mọc từ hướng đông là mình được cái câu đó. Rồi tôi thí dụ cái câu này nè, cái câu này tôi gì bà sư, con dịch cái chỗ cái câu là Ologeti sư. Ologeti là Pupalo Raja Kumalo Ologeti. Pupalo Raja Kumalo Raja Kumari Raja Kumaro Rajakumaro
Loketi Rajakumaro thì không được, phải là Pupalo Rajakumarang Oloketi mới được. Rajakumarang, dạ đúng rồi. Dạ, Rajakumarang, dạ Oloketi. À, phải một cái chủ từ, một cái túc từ mới được. Dạ, đó. Dạ. Dạ, được dạ. Học biết vậy là được rồi đó. Dạ, bà sư, con đánh lệ sư. Ai đặt thử coi động từ cá rô tí coi. Đặt tên đó. Đặt tên nè. Thử coi. Các bà la môn gì đó. Có nhớ không? Giờ thí dụ các bà la môn đang đặt tên cho thái tử biết không sao? Các bà la môn đang đặt tên cho thái tử biết không sao? Con việc nghe sư. Thưa sư, con xin dịch câu này. Brahman ơi, thắp về tí, đặt tên cho thái tử. Con mất rồi. Các bạn muốn đang là vâng thay cho thái tử là biết không sao? Brahmana, Brahmana, Rajakumarang, Thapeti, hello. Brahmana. Rajakumarang. Chữ N đánh dấu không được. Brahmana. Rajakumarappa mới được. Để cho mà. Rajakumarassa. Raja. Rồi. Kumarappa. Namang. 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 Cá rô tí. Namang. Ở đây mình Brahmana. Brahmana thì động từ nó phải sao? Cá gì? Cá rôn tí. Đúng rồi, động từ nó phải là cá rôn tí. Chữ M chấm đánh không được. Như mấy chữ có chấm chấm ở đây đánh không được. Đây nên đọc đỡ chữ không có chấm đi. Namang karonti, namang karonti. Đó vậy là được rồi. Đó là các bà la môn đang đặt tên cho thái tử đó. Làm được rồi. Ví dụ vậy, đó là mình tập đặt được rồi đó. Rồi coi như vậy là mình xong bài số 6. Trong bài số 6, kỳ tới thì mình bắt đầu học bài số 7 ha. Em tạm kết thúc bài số 6 ở đây. Rồi mời lớp nghỉ ha. Rồi mời cô Phúc Vị Trung lên cầm mic đi cho lớp nghỉ. Phúc Vị Trung còn trên lớp học hay không à? Dạ có thưa sư. Rồi lên cầm mic để cho lớp nghỉ. Dạ. Chúng con xin được tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học Pali ngày hôm nay. Chúng con sẽ cố gắng học theo để có sự lợi ích, sự an vui cho đời này và đời mai sau. Kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con xin tri ân sư, con xin thay mặt các sư chú, học viên trong râm, hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chương trình. Akasatha Chapamatha Devanaga Mahitika Punyang No Anumodan Tuchirang Rakhan Tusasanang Akasatha Chapamatha Devanaga Mahitika Punyang No Anumodan Tuchirang Rakhan Tunogaru Akasatha Chapamatha Devanaga Mahitika Bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nhà ta yô a ca sa tha cha phom ma tha đê qua na ga ma hi thi ca Bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu ma ni nô a
Thika Quân Nhang Nô Anumodan Tu Chi Rang Ra Khan Tu Nô Sa Da Idang Watano Quân Nhang Asawa Khaya Wahang Ho Tu Anagate Kale Sa Thu. Chúng con kính tri ân sư cả Pháp Nhiên đã cho phép mở Zoom này nhằm tạo điều kiện cho các Phật tử xa gần có nơi học tập để trau dồi Phật Pháp. Xin được tri ân các Phật tử đã hộ độ cho chùa Siêu Lý Phú Định quận 6 mở được Zoom này. Idang bun nhang nibbanassa bacchayo hồ tú. Mong tất cả chúng ta sẽ được giải thoát các phiền não và đắc đạo quả trong ngày vị lai. Dạ, chúng con kính chúc sư được sức khỏe, kính chúc sư một đêm an lành ạ. Mời quý vị trở lại lớp Bali này vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần vào lúc 19:30. Kính chúc tất cả an vui trong cuộc sống ạ. Sa thú, sa thú. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay. Dạ, kính tri ân sư và kính chào sư ạ. Dạ. Rồi, xin chào.